cô giáo mà nói những từ mà cảm ơn cô đấy, những từ đó rất là sang sâu đấy, và rất là những người dùng rất sâu. Con đi lấy nước tiếp đi, xong về tưới cây tiếp. Ok. Sao kèn à? Yes. Anh chờ đây, em có thể gửi cho bác Hoa một cái ảnh tóc của em rồi đấy. Bác Hoa một cái ảnh em cắt tóc hôm qua đấy. Bác Hoa lại bị bỏ.